Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nông sản là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thời gian qua, xuất khẩu nông sản có sự tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, theo đánh giá, xuất khẩu nông sản vẫn chưa xứng với tiềm năng và lợi thế. Một trong những rào cản lớn nhất của xuất khẩu nông sản hiện nay đó chính là vấn đề chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Vậy đâu là giải pháp giúp nông sản Việt Nam nâng cao giá trị và có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế? Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay của chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Thủy sản, hạt tiêu, gạo là những sản phẩm đã từng bị trả về do không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của hàng Việt Nam. Sữa, thịt lợn và nhiều sản phẩm rau quả vẫn chưa thâm nhập được nhiều thị trường, dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% do việc công nhận về quản lý chất lượng và quản lý an toàn thực phẩm còn hạn chế. Đây là thực trạng của nhiều nông sản xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Có một số công ty ở Việt Nam đang xuất khẩu nông sản thành công vào thị trường Nga, nhưng danh mục công ty này hạn chế vì nhiều công ty Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của phía Nga. Và đây là một việc quan trọng mà công ty Việt Nam nên tăng cường chất lượng của sản phẩm của mình để có thể tiếp cận thị trường Nga được. Theo Bộ Công Thương, sản xuất một số mặt hàng nông thủy sản còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, dẫn đến có lúc không kiểm soát được nguồn cung cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp hiện cũng đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như chưa đảm bảo quy chuẩn tiêu chuẩn, tổ chức thị trường kém. Chúng ta thì thường hay du di, thường hay linh hoạt, nhưng mà nói thật, đối với lại các tiêu chuẩn quốc tế, không có du di và không có linh hoạt được. Chỉ có là chúng ta có khi làm rất tốt cái tiêu chuẩn rồi, tuân thủ rất tốt rồi, nhưng mà ghi nhãn nó thiếu một cái thông số, một cái là lãnh đủ luôn. Tức là có nhiều khi hàng hóa bị trả lại rất là nhiều, không phải do anh không có tiêu chuẩn mà do anh sơ xuất, anh xòe xòa quá trong cái việc anh thông tin trên cái nhãn hàng hóa. Hoặc là anh quá xòe xòa trong cái chuyện anh ghi chép nhật ký là một cái yêu cầu mà gọi là nghiêm ngặt, người ta yêu cầu anh phải làm như vậy. Nếu chúng ta vẫn duy trì một cái mô hình sản xuất manh mún và mỗi một nhà sản xuất thì có một tiêu chí khác nhau thì chúng ta rất khó để có một cái sản phẩm ổn định ở đầu ra về mặt chất lượng, và chúng ta cũng rất khó để có một cái sản lượng với một quy mô đủ lớn, sản lượng đủ lớn để đáp ứng được cái nhu cầu lớn của thị trường thế giới. Các chuyên gia nhận định, nông sản Việt Nam chưa có chuỗi liên kết sâu, chưa xử lý được các bất cập về vật tư đầu vào, chất lượng nông sản chưa làm tốt khâu phân phối thị trường và chưa làm được thương hiệu. Chính vì vậy, nông sản Việt Nam vẫn đạt giá trị thấp hơn trên thị trường quốc tế. Khi chúng tôi làm sản phẩm xuất khẩu sang các nước, đặc biệt là những nước có thể như Mỹ và thị trường Trung Quốc chính ngạch, thì thương hiệu chúng ta gần như không có gì. Trong khi đó là bên cạnh chúng ta, Thái Lan, chúng ta làm thương hiệu rất tốt. Đến tại thị trường Trung Quốc, thị trường khó tính, cái thị trường mà bên sâu, người ta làm thương hiệu cực kỳ tốt, người ta có những đợt khuyến mại, xúc tiến thương mại người ta làm. Trong cái đấy thì sản phẩm của chúng ta, Việt Nam chúng ta, chúng tôi cũng xuất xoài, đang làm nhãn và làm vải sang Trung Quốc chính ngạch thì cực kỳ khó. Tại vì chúng ta người ta bảo là thương hiệu lại có, Thái Lan người ta bán tất tất, thậm chí 3 đến 5 đô một cân nhãn. Thế nhưng mà các anh chúng tôi chỉ xỏ nắm đến hơn 1 đô. Để giải bài toán cho thị trường nông sản xuất khẩu, các chuyên gia nhận định, nông sản Việt Nam cần phải được ứng dụng khoa học công nghệ để tiếp cận tốt hơn với thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, câu chuyện về chất lượng và thương hiệu cũng phải được giải quyết đồng bộ, thì việc nâng cao giá trị nông sản Việt Nam không còn là bài toán nan giải. Nông sản Việt Nam được đánh giá là ngon và hấp dẫn, tuy nhiên việc kiểm soát chất lượng đang còn một số hạn chế, dẫn đến việc nông sản Việt Nam khó tiếp cận được các thị trường khó tính. Do đó, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và chuẩn GAP đang là xu thế được nhiều người dân, doanh nghiệp và ngành hàng hướng đến. Tuy nhiên, việc sản xuất theo hướng này cũng còn nhiều khó khăn. Câu chuyện sản xuất và tiêu thụ vải hữu cơ tại Hải Dương sau đây là một ví dụ. Hơn 2 sào vải thiều chính vụ của gia đình ông Nguyễn Đức Nhân. Vụ này trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, hoàn toàn sử dụng thảo mộc để hạn chế sâu đầu và thán thư trên quả. Mặc dù sản lượng có giảm đi 10%, khâu chăm sóc cũng tăng lên 30% so với trồng theo phương thức thông thường, nhưng giá của mỗi kg vải thiều cũng tăng gấp từ 3 tới 5 lần. Thì cái sản lượng so với cái hóa học có thấp hơn. Thế nhưng mà mình phải khẳng định rằng là
Khi mình sử dụng, mình đưa cho dân mình sử dụng hoặc xuất khẩu đi các nước vào thị trường khó tính đến đâu đi chăng nữa thì cái sản phẩm của mình vẫn cứ yên tâm là mình đạt tiêu chuẩn. Mình vất vả hơn một chút nhưng lại cảm thấy rằng là con người mình nó khoan khoái, nó không thấy vất vả, nó không thấy mệt nhọc đấy, như là phun thuốc hóa học. Hiện toàn bộ vải hữu cơ Thanh Hà đều đã được đặt hàng và tiêu thụ hết. Các bạn hàng nước ngoài đánh giá cao chất lượng khi sản phẩm này được đưa ra giới thiệu tại các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức mới đây. Tại chúng tôi đã có những cái bạn hàng như là Singapore, Dubai, Mỹ và Nhật, là năm nay chúng tôi dùng toàn bộ những cái thành quả chúng tôi có được, tôi gửi biếu mẫu để họ có thể test được. Và hiện tại chúng tôi có những cái feedback rất là tốt. Khi mà tất cả khách hàng đến đây, họ ăn họ thấy ra cái vị thanh mát. Và quan trọng nhất là họ thấy được cái vị an toàn, nhớ đúng như ngày xưa mà người ta ăn được cái quả vải. Thì ngày hôm nay chúng tôi ở đây bán với một hộp vải này với giá 50.000, có thể gấp 5 lần so với những sản phẩm đang bán trên thị trường. Thì tôi thấy rằng là thị trường chấp nhận. Ngoài phương pháp trồng vải theo hướng hữu cơ, thì mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp cũng được các địa phương đặc biệt chú trọng để tìm hướng đi mới cho quả vải. Nằm trong vùng trồng vải Việt Gáp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, ngay từ đầu vụ vải thiều chính vụ 2018, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng đã xuất bán được các chuyến hàng đi Nhật Bản và Mỹ. Đây là tín hiệu vui không chỉ với gia đình anh Thắng mà còn cho nhiều hộ trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Anh gọi là tổng diện tích là đi 3 mẫu. Ở đâu là hơn 1 hecta 27 là cùng Việt Gáp được đạt tiêu chuẩn 100% xuất khẩu được. Vải này là xuất sang Mỹ hôm nay là gần tấn. Sang Nhật là mới bắt đầu nó chưa chín kỹ thì mới tạm lấy được có 57 tạ. Khẩu đi sang thị trường các nước ngoài thì chúng tôi cũng phải xử lý qua là cho sục rửa, quản lý về cái chất lượng cái sản phẩm của cái đầu vào. Sau đó chúng tôi là đưa vào là đóng gói rồi đưa vào kho lạnh bảo quản đảm bảo được nhiệt độ thì chúng tôi xuất đi sang các bên nước ngoài và hệ thống siêu thị. Ngoài vải, rất nhiều sản phẩm khác được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ và Gáp như nhãn, xoài, thanh long cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và Gáp đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, việc sản xuất theo hướng này cũng vướng phải nhiều khó khăn. Hiện nay cái chi phí mà để cấp đánh giá cấp giấy chứng nhận là hiện nay là còn hơi cao. Muốn được cấp giấy đánh giá chứng nhận thì cái chi phí độ khoảng 5 triệu đồng trên một hecta. Đây cũng là một cái chi phí khá lớn cho bà con nông dân. Là đầu tư cho hữu cơ, cho sản phẩm hữu cơ là hết sức là tốn thời gian, tốn tiền bạc và nhất là công sức. Tôi nghĩ là chính phủ phải hỗ trợ cho những cái người mà người ta đang đeo đuổi làm nông sản hữu cơ. Tôi không tin rằng nếu mà chính phủ đưa tiền cho họ mà họ mừng đâu. Họ không cần tiền, nhưng mà họ cần một cái cơ chế, một cái chính sách. Thậm chí chính phủ hỗ trợ cho họ về thiết kế, tìm hiểu thị trường, chính phủ hỗ trợ về công nghệ, vân vân. Thì những cái đó là cần thiết hơn cho doanh nghiệp và người nông dân hiện nay. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh hội nhập, hàng hóa Việt cần thiết phải thể hiện sự cam kết chất lượng đẳng cấp về tiêu chuẩn đối với các đối tác quốc tế. Về những cái doanh nghiệp mà đạt cái chuẩn hội nhập này, cái lợi ích đầu tiên là nó tạo một cái hành lang để doanh nghiệp bước vào trong cái xây dựng, tuân thủ và phát triển, nâng cao cái năng lực của mình về chất lượng, về tiêu chuẩn đó, ngày càng được tín nhiệm hơn với lại các khách hàng quốc tế. Còn đối với lại khách hàng quốc tế đó, thì khi họ có một cái mối quan hệ tin cậy với lại chúng tôi rồi, thì đối với những doanh nghiệp mà đạt cái chuẩn này thì họ hiểu rằng là đây là một cái sự xác nhận rằng những doanh nghiệp này đã xây dựng được tiêu chuẩn và thật sự đang tuân thủ tốt các cái tiêu chuẩn. Như vậy nó cũng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam muốn trở thành cái kho lương thực của thế giới thì việc đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phải được chú trọng hàng đầu. Thế giới sẽ tìm đến nông sản Việt Nam như một thương hiệu mạnh nếu chúng ta làm tốt từ khâu sản xuất. Việt Nam được đánh giá là một cường quốc về xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, dù liên tục tăng trưởng xuất khẩu trong những năm gần đây, nhưng giá trị thu về vẫn bị đánh giá là chưa tương xứng do giá trị gia tăng của sản phẩm vẫn còn thấp. Vậy làm thế nào để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản xuất khẩu? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự tiếp theo.
90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến thấp, chất lượng và giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác. Bên cạnh đó, việc nhiều sản phẩm được bán ra thị trường thế giới mà không có thương hiệu nhãn mác hoặc phải sử dụng thương hiệu nước ngoài, đây là một bất lợi lớn, ảnh hưởng đến tiến trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt Nam. Do đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp nên tập trung vào việc phát triển công nghiệp chế biến. Đây cũng là một trong những giải pháp mà nhiều ngành hàng hướng tới. Gắn giữa vùng nguyên liệu với công tác chế biến, chứ không thể cứ bán tươi mãi được. Bán tươi một phần, còn nó phải tổ chức chủ động, phải có cái nhà máy. Thì năm nay chúng ta sẽ mở thêm khoảng từ 7 đến 8 nhà máy hiện đại, cùng với 145 cơ sở chế biến cũ của chúng ta, thì tăng năng lực trong thời gian tới. Để có thể làm tốt khâu chế biến, thì công nghệ là vấn đề hết sức quan trọng. Áp dụng khoa học công nghệ là khâu then chốt để đưa nông sản Việt Nam hướng đến thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, cần có chính sách để thu hút doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Công nghệ hiện nay thì không chỉ là cho sản xuất, mà chúng ta còn thấy là công nghệ đã phục vụ cho cả kết nối các cái kênh tiêu thụ và các cái kênh bán hàng, cũng như là quảng bá giới thiệu về hàng hóa, về thương hiệu sản phẩm. Vì vậy, thì trong xu hướng tương lai, vấn đề công nghệ là vấn đề không thể thiếu để chúng ta có được cái ngành sản xuất nông nghiệp Việt Nam mới bước tiến lớn mạnh, vượt bậc hơn nữa và chúng ta vươn được đến các thị trường thế giới, để cho hàng hóa nông sản Việt Nam thực sự là một cái kho thực phẩm của thế giới. Cái nông sản Việt Nam mà muốn xuất khẩu mạnh mẽ hơn thì ngoài cơ chế chính sách, đấy là cái sự chủ động của doanh nghiệp. Nếu như hiện nay mới có 3.500 doanh nghiệp thì mới chiếm tỷ trọng là 1%. Thì do vậy là đây là chúng ta còn đang yếu, đang thấp. Thì mà chúng tôi lại xác định là doanh nghiệp là đầu tàu, mà doanh nghiệp trong cái khối doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là chiếm một tỷ trọng rất là lớn. Chúng tôi kỳ vọng vào cái mũi này để chúng ta có thể giải quyết căn cơ. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp và các ngành hàng cũng nên chú trọng đến việc phát triển thương hiệu, bên cạnh đó cần phải đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông sản, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một số thị trường. Việc chủ động tìm thị trường mới sẽ giúp mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản Việt. Năm nay chúng tôi xác định cái giải pháp để ổn định và mở rộng được thị trường nông sản quốc tế là quan trọng nhất. Thị trường Trung Quốc, thị trường Mỹ, thị trường EU là những thị trường lớn, trọng yếu về nông sản xuất khẩu của chúng ta. Với mục tiêu nâng giá trị và sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 1003 về nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch. Xác định đến năm 2020, giá trị gia tăng các ngành hàng nông lâm thủy sản phải tăng bình quân 20% và giảm tổn thất sau thu hoạch 50% so với tỷ lệ hiện nay. Theo số liệu được công bố tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 28 tháng 6, xuất khẩu nông sản trong 6 tháng đầu năm đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 12%. Tính chung thặng dư thương mại toàn ngành trong 6 tháng đầu năm đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với 6 tháng đầu năm 2017. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định xuất khẩu nông sản hoàn toàn có thể cán mốc 40 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.